Các bạn thân mến, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình câu chuyện triết lý cuộc sống. Hôm nay, chương trình chia sẻ đến các bạn nguyên nhân, triệu chứng và các phương pháp phòng ngừa và điều trị mất ngủ. Những phương pháp này rất dễ thực hiện, không tốn kém tiền bạc, thực hiện tại nhà mà hiệu quả rất cao, giúp cho các bạn ngủ ngon và ngủ rất khỏe. Sau khi bạn thức dậy tinh thần thoải mái và sẵn sàng cho các công việc thường ngày. Muốn phòng ngừa và điều trị được mất ngủ, trước tiên, chúng ta tìm hiểu xem mất ngủ là gì? Giấc ngủ đóng vai trò rất cần thiết và rất là quan trọng trong đời sống hàng ngày của mỗi con người chúng ta. Giấc ngủ giúp chúng ta được nghỉ ngơi, thư giãn sau những giờ làm việc và học tập vất vả. Mất ngủ là một rối loạn giấc ngủ phổ biến hiện nay, nó có thể bao gồm khó đi vào giấc ngủ thật sự, ngủ không được sâu giấc, ta còn gọi là ngủ không được ngon giấc, khi chúng ta thức dậy sớm và chúng ta không thể quay lại ngủ được, hoặc khi chúng ta thức giấc, ngủ lại không được, nhất là về đêm. Có khi thao thức, muốn nhắm mắt lại ngủ mà vẫn không ngủ được, mỗi khi thức dậy. Cơ thể cảm thấy ê ẩm và mệt mỏi. Mất ngủ có thể gây ra tình trạng mệt mỏi, khó chịu, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất làm việc và chất lượng cuộc sống thường ngày. Trung bình một người bình thường thì ngủ từ 7-8 tiếng trong ngày là được. Trong đó, giấc ngủ phải đảm bảo về độ sâu, đủ về thời gian và cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn sau khi thức dậy để sẵn sàng cho công việc tiếp theo. Mất ngủ bao gồm mất ngủ cấp tính và mất ngủ mạn tính. Mất ngủ mạn tính thường là tình trạng mất ngủ kéo dài, có thể trong vòng một tháng hoặc nhiều hơn. Mất ngủ cấp tính là mất ngủ kéo dài dưới một tháng hoặc 2 đến 3 tuần. Hiện nay, chúng ta cũng thường gặp tình trạng bị mất ngủ. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến người già và còn gặp ở những người trẻ tuổi nữa, do nhiều nguyên nhân và các yếu tố tác động khác nhau. Nếu như chúng ta chịu khó thay đổi về thói quen hàng ngày, có thể giúp chúng ta cải thiện được giấc ngủ tốt hơn. Muốn phòng ngừa và điều trị được chứng mất ngủ, thì chúng ta phải biết được nguyên nhân mất ngủ là gì. Nguyên nhân mất ngủ phổ biến bao gồm: thứ nhất, do áp lực về công việc, sức khỏe, tài chính hoặc hoàn cảnh gia đình, có thể khiến tâm trí hoạt động nhiều vào ban đêm, cho nên khó ngủ. Các sự kiện, tình huống căng thẳng trong cuộc sống hoặc chấn thương cũng có thể dẫn đến chứng mất ngủ. Thứ hai, do chúng ta có thói quen ngủ kém. Các thói quen ngủ kém thường gặp như thời gian đi ngủ không đều, có lúc thì ngủ sớm quá, có hôm thì ngủ trễ quá, nói chung là giờ giấc ngủ không đều đặn. Ngủ trưa nhiều quá, tối lại không ngủ được, kích thích các hoạt động trước khi đi ngủ, môi trường ngủ không thoải mái. Chúng ta vừa ngủ, vừa làm việc. Trước khi đi ngủ chúng ta ăn uống, xem TV, làm việc trên máy tính, trò chơi điện tử, lướt web trên điện thoại, những việc này có thể cản trở chu kỳ giấc ngủ của bạn. Thứ ba, ăn quá nhiều vào buổi tối. Chúng ta chỉ cần ăn nhẹ, thức ăn dễ tiêu hóa, trước khi đi ngủ là được. Nếu ăn quá nhiều, no quá, có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu và không có cảm giác buồn ngủ. Ăn nhiều sẽ xảy ra trường hợp khó tiêu hóa, dễ bị ở nóng, một dòng axit và thức ăn từ dạ dày vào thực quản sau khi ăn, có thể khiến bạn tỉnh táo mà không ngủ được. Thứ tư, lịch thời gian làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi, tập thể dục, vui chơi giải trí hoặc đi du lịch không hợp lý. Nhịp sống sinh học của chúng ta, nó hoạt động như một chiếc đồng hồ bên trong, hướng dẫn những thứ đó như là một chu kỳ đánh thức giấc ngủ, trao đổi chất và nhiệt độ cơ thể của chúng ta. Làm gián đoạn nhịp sinh học của cơ thể bạn có thể dẫn đến mất ngủ. Nguyên nhân bao gồm độ trễ thời gian do bạn làm việc quá sớm hoặc quá trễ, ăn uống và nghỉ ngơi thường ngày cũng không đều độ, đôi lúc không hợp lý. Nếu thường xuyên thay đổi như vậy, sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động đồng hồ sinh học của bạn. Tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Thứ năm, do tâm lý không ổn định. Chúng ta có những chuyện buồn, chuyện vui đột ngột hoặc quá lớn, tạo nên cú sốc. Đôi khi chúng ta bị ảnh hưởng bởi tâm lý lo lắng, sợ sệt quá, dẫn đến lo âu, sầu muộn và cứ suy nghĩ mãi trong đầu. Thường gặp nhất là khi chúng ta không hoàn thành công việc đúng thời hạn
thực hiện công việc có sai sót lớn, làm ăn, kinh doanh bị thua lỗ, chúng ta sẽ lo lắng, sợ sệt. Đầu óc luôn luôn suy nghĩ và rối tung. Điều này ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Ngoài ra, còn có những nguyên nhân khác dẫn đến chứng mất ngủ. Một là do uống thuốc. Nhiều loại thuốc theo toa có thể can thiệp vào giấc ngủ, chẳng hạn như thuốc chống trầm cảm và thuốc điều trị hen suyễn hoặc huyết áp. Nhiều loại thuốc không kê đơn, chẳng hạn như một số loại thuốc giảm đau, dị ứng và thuốc cảm lạnh. Các sản phẩm giảm cân và các chất kích thích khác có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn. Hai là do yếu tố về sức khỏe. Các tình trạng liên quan đến chứng mất ngủ như đau mãn tính, ung thư, tiểu đường, bệnh tim mạch, hen suyễn, bệnh trào ngược dạ dày, thực quản, tuyến giáp hoạt động quá mức. Ba là do rối loạn liên quan đến giấc ngủ. Ngưng thở khi ngủ khiến bạn ngừng thở định kỳ suốt đêm, làm gián đoạn giấc ngủ của bạn. 4 là do uống cà phê và rượu bia hoặc hút thuốc lá. Cà phê, trà và đồ uống chứa chất kích thích. Uống chúng vào buổi chiều hoặc buổi tối có thể khiến bạn không ngủ được vào ban đêm. Các chất chứa trong sản phẩm thuốc lá là một chất kích thích có thể làm bạn khó ngủ. Rượu bia có thể giúp bạn chìm vào giấc ngủ, nhưng nó ngăn chặn các giai đoạn sâu hơn của giấc ngủ và thường gây ra sự thức giấc vào giữa đêm và làm cho bạn không ngủ lại được. 5 là do tuổi tác. Giấc ngủ thường trở nên ít nghỉ ngơi hơn khi bạn đã già đi, vì vậy, tiếng ồn hoặc những thay đổi khác trong môi trường của bạn có nhiều khả năng đánh thức bạn, và mỗi khi thức giấc thì ngủ lại rất khó khăn. Với tuổi tác càng cao thì sự mệt mỏi xuất hiện sớm hơn vào buổi tối và thức dậy sớm hơn vào buổi sáng. Nhưng người già nói chung vẫn cần ngủ nhiều như người trẻ tuổi. 6 là ít hoạt động thể dục thể thao hoặc hoạt động xã hội. Thiếu những hoạt động này có thể làm cản trở giấc ngủ ngon và ngủ khỏe. Ngoài ra, bạn càng ít hoạt động, càng có khả năng ngủ trưa hàng ngày, điều này có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ vào ban đêm. Chúng ta vừa tìm hiểu những nguyên nhân mất ngủ phổ biến, thường gặp. Còn đối với trẻ em và tuổi thiếu niên thì mất ngủ như thế nào? Vấn đề về giấc ngủ có thể là một mối quan tâm cho trẻ em và thanh thiếu niên. Tuy nhiên, một số trẻ em và thanh thiếu niên chỉ đơn giản là gặp khó khăn khi ngủ, hoặc chống lại giờ đi ngủ thông thường vì đồng hồ sinh học bên trong của chúng bị trì hoãn nhiều hơn. Họ muốn đi ngủ muộn hơn và thường là ngủ muộn hơn vào buổi sáng. Sau đây là các triệu chứng mất ngủ thường gặp. Triệu chứng khó ngủ vào ban đêm. Thường hay thức giấc vào giữa đêm. Thức dậy quá sớm. Không cảm thấy thư giãn và thoải mái sau một đêm ngủ dậy. Mệt mỏi ban ngày hoặc cứ thường xuyên buồn ngủ. Khó chịu, trầm cảm hoặc lo lắng. Khó chú ý, tập trung thực hiện các công việc thường ngày hoặc khó ghi nhớ. Những lo lắng liên tục về giấc ngủ. Như vậy, khi nào thì chúng ta nên đi khám bác sĩ? Nếu chứng mất ngủ khiến bạn khó hoạt động vào ban ngày, hãy đến gặp bác sĩ để xác định nguyên nhân gây ra vấn đề về giấc ngủ và cách điều trị hợp lý. Nếu bác sĩ của bạn nghĩ rằng bạn có thể bị rối loạn giấc ngủ, bạn có thể được chuyển đến một trung tâm chuyên sâu về giấc ngủ để xét nghiệm đặc biệt và có phác đồ để điều trị thích hợp. Nếu chúng ta thường xuyên bị mất ngủ hoặc mất ngủ lâu dài, có thể gặp các biến chứng sau đây. Hiệu suất thấp hơn trong công việc hay ở môi trường học tập. Thời gian phản ứng chậm khi lái xe và nguy cơ có thể xảy ra tai nạn cao hơn trạng thái bình thường. Rối loạn sức khỏe tâm thần, chẳng hạn như trầm cảm, rối loạn lo âu hoặc hay quên. Tăng nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của các bệnh lý khác, chẳng hạn như huyết áp cao và bệnh tim mạch. Chúng ta đã biết về chứng mất ngủ, nguyên nhân và các triệu chứng của nó. Như vậy, làm cách nào để phòng ngừa chứng mất ngủ? Dân gian ta có câu: phòng bệnh hơn trị bệnh. Có nhiều cách để phòng ngừa mất ngủ. Sau đây là 10 cách cơ bản để phòng ngừa mất ngủ, rất dễ thực hiện, không tốn kém tiền bạc, có thể thực hiện tại nhà, mà hiệu quả thì rất cao. Một là bạn thiết lập lịch thời gian ngủ hợp lý và thực hiện ngủ mỗi ngày. Tạo thói quen ngủ tốt có thể giúp ngăn ngừa chứng mất ngủ và thúc đẩy giấc ngủ ngon, giấc ngủ khỏe. Hai là giữ thời gian đi ngủ.
và thời gian thức, nhất quán từ ngày này sang ngày khác. 3 là duy trì các hoạt động thường ngày một cách đều độ và thường xuyên sẽ giúp bạn thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn. 4 là kiểm tra thuốc uống để xem kỹ, nếu chúng có thể góp phần vào chứng mất ngủ thì trao đổi với bác sĩ. 5 là tránh ngủ trưa quá dài. Tránh hoặc hạn chế ăn uống các chất kích thích như uống cà phê và rượu bia hoặc hút thuốc lá. 6 là tránh các bữa ăn lớn và đồ uống trước khi đi ngủ. 7 là tạo một nghi thức thư giãn trước khi đi ngủ, chẳng hạn như tắm nước ấm, đọc sách hoặc nghe nhạc nhẹ, ngồi thiền. 8 là hoàn thành các công việc theo kế hoạch trong ngày với phương châm việc ngày hôm nay chớ để ngày mai. Tránh tình trạng đề ra kế hoạch công việc hàng ngày quá nhiều, gấp quá, rồi tự mình gây ra áp lực cho bản thân. 9 là không nên suy nghĩ lung tung, lo lắng thái quá, tư duy thông thoáng, hãy suy nghĩ tích cực, mọi việc đều có cách thực hiện để giải quyết. Chuyện lớn hay chuyện nhỏ nên thu nhỏ lại để giải quyết thì hiệu quả cao hơn. Sự việc nào cũng xem là lớn, đôi lúc chuyện nhỏ cũng xé thành to thì càng rắc rối hơn, khó giải quyết hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. 10 là bạn nên biết buông bỏ, có lòng tha thứ và bao dung độ lượng. Sống với tình cảm chan hòa, yêu thương, quan tâm và giúp đỡ người thân, bạn bè và những người xung quanh, bạn sẽ nhận được nhiều lời khen, nhiều lời cảm ơn chân thành. Lớn lao hơn là bạn nhận được nhiều tình yêu thương, sự kính trọng và sự quan tâm, giúp đỡ của nhiều người khác. Những thời khắc đó, bạn cảm thấy thoải mái, rất vui vẻ và hạnh phúc, cuộc sống thực sự của bạn rất an lành, thanh bình và an toàn. Có như vậy, bạn rất mạnh khỏe, an tâm ngủ ngon, ngủ sâu giấc và ngủ rất khỏe. Sau khi thức dậy, bạn cảm giác rất thoải mái, hạnh phúc và sẵn sàng cho tất cả các công việc tiếp theo. Khi chúng ta thực hiện các biện pháp phòng ngừa mất ngủ mà vẫn chưa đạt hiệu quả, chúng ta sẽ thực hiện các phương án tiếp theo, đó là biện pháp điều trị mất ngủ. Có rất nhiều biện pháp chữa trị mất ngủ. Đây là những biện pháp rất dễ thực hiện, không tốn kém tiền bạc, thực hiện tại nhà và hiệu quả rất cao. Thay đổi thói quen ngủ của bạn và giải quyết bất kỳ vấn đề nào có thể liên quan đến chứng mất ngủ, chẳng hạn như căng thẳng, tình trạng sức khỏe hay bị rối loạn tâm lý hoặc dùng thuốc đều có thể khôi phục giấc ngủ yên tĩnh cho nhiều người. Liệu pháp hành vi nhận thức cho chứng mất ngủ có thể giúp bạn kiểm soát hoặc loại bỏ những suy nghĩ và hành động tiêu cực, khiến bạn tỉnh táo và thường được khuyến cáo là phương pháp điều trị đầu tiên cho những người bị mất ngủ. Các chiến lược giúp bạn hình thành thói quen ngủ tốt và tránh những hành vi khiến bạn không ngủ ngon như sau. Thứ nhất, liệu pháp kiểm soát kích thích. Phương pháp này giúp bạn loại bỏ các yếu tố khiến tâm trí bạn chống lại giấc ngủ. Ví dụ, bạn có thể được huấn luyện để thiết lập thời gian ngủ, thức dậy phù hợp và tránh ngủ trưa kéo dài. Thứ hai, kỹ thuật thư giãn. Thư giãn cơ bắp tiến bộ, phản hồi sinh học và các bài tập thở là những cách để giảm lo lắng, sợ sệt khi đi ngủ. Thực hành các kỹ thuật này có thể giúp bạn kiểm soát nhịp thở, nhịp tim, căn cơ và tâm trạng để bạn có thể thư giãn, sau đó tinh thần thoải mái, an lành để thả vào giấc ngủ êm ái. Thứ ba, hạn chế giấc ngủ. Liệu pháp này làm giảm thời gian bạn nằm trên giường và tránh những giấc ngủ dài vào ban ngày, gây thiếu ngủ một phần, khiến bạn mệt mỏi hơn vào đêm hôm sau. Một khi giấc ngủ của bạn được cải thiện, thời gian của bạn trên giường sẽ tăng dần dần lên. Thứ tư, ngủ đúng giờ, ngủ vào ban đêm khi trời tối và thức dậy khi trời sáng. Bạn nên chọn thời gian ngủ hợp lý, bạn có thể ngủ trước 21 giờ tối và thức sớm trước 5 giờ sáng. Thứ năm, thực hiện hành vi, lối sống tốt và biện pháp khắc phục tại nhà. Cụ thể như sau. Một là giữ thời gian đi ngủ và thời gian thức của bạn đều đặn và thực hiện thường xuyên mỗi ngày. Hai là hoạt động thường xuyên sẽ giúp thúc đẩy giấc ngủ ngon. Lên lịch tập thể dục trước khi đi ngủ vài giờ và tránh các hoạt động kích thích trước khi đi ngủ. Ba là kiểm tra thuốc của bạn. Nếu bạn dùng thuốc thường xuyên, hãy kiểm tra với bác sĩ để xem liệu chúng có thể góp phần vào chứng mất ngủ của bạn hay không. 4 là
hạn chế ngủ trưa kéo dài. Những giấc ngủ trưa kéo dài có thể khiến bạn khó ngủ hơn vào ban đêm. Và bạn không nên ngủ trưa sau 3 giờ chiều. 5 là tránh hoặc hạn chế ăn uống các chất kích thích như cà phê, rượu bia, trà và hút thuốc lá. 6 là kiểm soát cơn đau do các bệnh mãn tính bằng thuốc hoặc các phương pháp giảm đau theo chỉ định của bác sĩ. 7 là tránh các bữa ăn lớn và đồ uống trước khi đi ngủ. 8 là bạn hãy thực hiện các công việc sau đây vào giờ đi ngủ. Làm cho phòng ngủ của bạn thoải mái cho giấc ngủ. Giữ nó tối và yên tĩnh, ở nhiệt độ thoải mái. Tìm cách thư giãn. Cố gắng đặt những lo lắng, sợ sệt của bạn và các kế hoạch công việc của bạn sang một bên khi bạn đi ngủ. Tắm nước ấm hoặc massage trước khi đi ngủ có thể giúp bạn chuẩn bị cho giấc ngủ tốt hơn. Tạo một nghi thức thư giãn trước khi đi ngủ, chẳng hạn như tắm nước nóng, đọc sách, nghe nhạc nhẹ, tập thở hoặc cầu nguyện. Tránh cố gắng hết sức để ngủ được. Bạn càng cố gắng, bạn sẽ càng tỉnh táo hơn. Đừng đi ngủ quá sớm trước khi bạn buồn ngủ. Ra khỏi giường khi bạn không ngủ được. Ngủ nhiều như bạn cần để cảm thấy như nghỉ ngơi và sau đó ra khỏi giường. Đừng ở trên giường nếu bạn không ngủ được. Có thể bạn đi xung quanh nhà, một lúc sau lên giường ngủ. Buông bỏ mọi thứ khi lên giường ngủ, vì tất cả đã ổn hết rồi. Mọi thứ xung quanh bạn đều đã hoàn mỹ, tất cả mọi người, sự vật xung quanh bạn đều chìm đắm trong giấc ngủ, thì bạn không dại gì mà suy nghĩ đến nó. Bạn hãy thả lỏng cơ thể, tất cả mọi việc đều tốt đẹp, an lành, vui vẻ và hạnh phúc. Bây giờ bạn hãy thả tâm trí của bạn, chìm đắm trong giấc ngủ say, ngủ ngon và ngủ khỏe. Sớm mai, khi bạn thức dậy, rất sảng khoái, tươi tắn, tràn đầy năng lượng, tất cả mọi người và sự vật sẽ chào đón bạn một ngày mới với thành công mới. Các bạn thân mến, chương trình câu chuyện triết lý cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt các bạn. Rất mong gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.